Chủ lô đất này kênh tiền bán gấp. Lô đất thuộc sở xã hội, diện tích là ngang 10 và 46,5 m và có 40 m² đất thổ cư, giá chỉ có 125 triệu trên một mét ngang. Mời các anh chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị. Rất vui các anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất tại một khu vực nhà cửa xây dựng rất là nhiều thuộc xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trên màn hình là vị trí của lô đất. Từ hàng rào này, các anh chị kéo qua trái là ngang 10 và 46,5 m, có 40 m² đất thổ cư và giá chỉ có 125 triệu trong một mét ngang. Tổng tiền của lô đất này là 1 tỷ 250 triệu. Đường trước đất là đường nhựa, rộng 6 m, hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái các chị. Và đường trước đất là đường thông, thông hai đầu ra đường tỉnh lộ 329. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Vị trí đất cách đường tỉnh lộ 329 là 250 m. Đường trước đất là đường thông, thông hai đầu ra đường tỉnh lộ 329. Và từ vị trí đất cách giáo xứ Hòa Hội là 400 m và cách chợ Hòa Hội là 750 m. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất. Đất chúng ta có hướng Tây Bắc. Diện tích công nhận trên sổ là 465,1 m², trong đó đất ở là 40 m², còn lại là cây lâu năm. Anh chị xem video, theo lô đất ngang 10, dài 46,5 m, có sẵn 40 m² đất thổ cư và giá chỉ có 125 triệu trong một mét ngang. Đất gò cao ráo bằng phẳng ở một khu vực nhà cửa xây dựng rất là nhiều, thấy phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp tại xã Hòa Hội. Các chị gọi ngay cho em theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh